otra cosa. La sau đây con nói với các cô có bốn điều ước là các cô sẽ nói chậm thôi, nói chậm và nhớ là đừng nói chậm, và các cô cho chúng con nghỉ giải lao lâu thôi để chúng con sẽ biết và học thật nhanh. Chúng con sẽ tập và nghe lời các cô. Điều ước thứ một là như thế. Điều ước số 2, con lưu ý các cô đừng bảo bố mẹ thứ bảy là các cô hãy giao quà cho chúng con, và chủ nhật các cô hãy in cái bài thứ hai của con để chúng con làm. Đây là điều ước thứ hai của các cô. Điều ước thứ ba là các cô luôn nhớ dặn dò các bạn là không là phải chuẩn bị sách vở luôn, và các bố mẹ thì không bố mẹ sẽ không bị cãi nhau và ồn ào. Điều ước cuối cùng của các cô, điều ước là các cô là khi con lên cấp 2, các cô sẽ nhớ về con và đừng để và hãy chia tay con khi con lên lớp 2. Đấy là bốn điều ước của các cô. Con xin cảm ơn cô và các bạn ạ.